Xin quý vị dùng tràng pháo tay dành cho Hà Thu. Và thêm một tràng pháo tay nữa dành cho nghệ sĩ đàn cầu Minh Thành và nghệ sĩ đàn tranh Quyên Thi. Không biết là em cảm thấy như thế nào, anh cảm giác là thời lúc mà em mới bước ra là hơi bị run đúng không? Một vài đến đầu hát là hơi bị run cái chữ đúng không? Anh thấy như thế nào bây giờ, cảm thấy đỡ hơn chưa? Hát xong rồi không còn gì để đỡ luôn anh. Hát xong rồi không còn gì để đỡ hết. Thôi thì...